Nếu bạn vừa là một người sáng tạo nội dung lại vừa là một editor, phải di chuyển liên tục và cần một dung lượng khủng thì đây chính là giải pháp dành cho bạn. Chính là SanDisk Extreme Pro Portable E61 4TB. Có thể nhìn thấy chiếc ổ cứng này trên tay mình, nó vô cùng là nhỏ gọn đúng không? Nếu mà để so sánh thì khả năng là nó sẽ bằng khoảng 3 ngón tay của mình như thế này, cầm đi đâu thì sẽ là vô cùng tiện lợi luôn. Tốc độ đọc và chuyển dữ liệu của chiếc ổ cứng này thì cũng vô cùng nhanh. Theo thông số của hãng cung cấp cho bọn mình thì tốc độ đọc sẽ rơi vào khoảng 1050 MB/s và tốc độ ghi sẽ là 1000 MB/s. Bây giờ thì bọn mình sẽ cùng check xem là cái thông số này nó đã chính xác chưa nhá. Với chiếc ổ cứng này thì sẽ có rất là nhiều các loại dung lượng lưu trữ khác nhau như là 1TB này, 2TB, 4TB, thậm chí là nhiều hơn. Trên tay mình đây đang là loại ổ cứng 4TB. Chắc chắn là các bạn sẽ lưu trữ được rất là nhiều các dòng video này, tài liệu hoặc là các app, nói chung là tất cả mọi thứ mà mọi người cần. Thì trên tay mình cũng đang làm một cái thiết bị kết nối hai cổng Type-C đi kèm sẵn ở trong chiếc ổ cứng này. Thì bọn mình hoàn toàn có thể kết nối nó với những chiếc máy ảnh này. Đây nó vô cùng nhỏ gọn. Nó sẽ rất là nhỏ gọn như này thì các bạn có thể di chuyển được ở các điều kiện thời tiết khắc nghiệt này, phải di chuyển ngoài liên tục hay quay liên tục thì nó cũng sẽ vô cùng tiện lợi và nhỏ gọn cho các bạn. Sau khoảng thời gian mà mình sử dụng chiếc ổ cứng này thì mình phải công nhận là nó có cái IP55, tức là cái khả năng chống nước nhẹ. Mình hoàn toàn có thể đi trời mưa này hoặc là có một chút gọi là vẩy nước vào thì nó vẫn hoàn toàn được nhá. Thế nên là các bạn đừng có thấy nó là có khả năng chống nước mà ném nó xuống nước để test là không có đâu nhá. Nó chỉ là cái khả năng chống nước nhẹ thôi. Và nó cũng có cái khả năng chống sốc khi mà mình rơi từ độ cao từ 2m trở xuống. Thì đây cũng là một cái điều vô cùng tiện lợi cho các bạn. Có một cái điều là chắc chắn là các anh em editor sẽ quan tâm, đấy chính là khả năng bảo mật. Sau khi mình trải nghiệm thì đúng là nó có thể bảo mật được ở trên cả phần mềm của Mac và cả của Windows. Và nhắc đến Mac thì mình phải khẳng định là khi sử dụng chiếc ổ cứng này sẽ vô cùng thích. Tại vì nó có cái cổng Type-C kết nối thẳng trực tiếp sang MacBook luôn, nên là mình không cần phải là thêm cổng kết nối hay là thêm thiết bị gì cả. Và bên cạnh cái việc có cổng kết nối từ Type-C thẳng ra MacBook như vậy thì cũng có đi kèm một cái cổng chuyển đổi từ Type-C sang Type-A. Các bạn hoàn toàn có thể kết nối được nhiều hơn, đa dạng các sản phẩm hơn như là PC này, laptop hoặc là hub chuyển đổi chẳng hạn. Và các bạn ơi, chiếc ổ cứng di động SanDisk Extreme Pro Portable E61 4TB này đang có sẵn ở trên website và các showroom của Hacom. Chính vì vậy các bạn có thể đến để tham khảo nhé. Còn bây giờ thì bye bye!